Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình lại quay lại đây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn theo yêu cầu của một bạn, đó là móc vòng tròn ma thuật. Vòng tròn ma thuật này thì chúng ta sẽ sử dụng được rất là nhiều trong móc thú len này, hoặc là móc mũ này, hay là móc túi đựng tỏi, vân vân, rất là nhiều chi tiết chúng ta cần sử dụng đến cái vòng tròn ma thuật này. Nó rất là đơn giản thôi, chúng ta cần phải làm thành thục thì bước này thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái sản phẩm thật là đẹp và dễ thương. Ở đây mình sử dụng đó là len cô tông Việt Nam nhé, nó 1 mm thôi. Và kim móc này, kim móc mình sẽ sử dụng đầu nhỏ này, 1 nhé. Rồi, và các bạn hãy chuẩn bị len. Nếu mà các bạn không có len ấy thì không có len len cô tông này thì các bạn có thể sử dụng len bi có loại sợi to hơn ấy. Thì các bạn nhớ nhé, cái đầu bé thì chúng ta len bé thì chúng ta sử dụng cái đằng móc bé này, còn nếu mà các bạn len to thì các bạn sẽ sử dụng đầu kim móc to nhé. Rồi đầu tiên này, các bạn để len vào trong tay, quấn một vòng như thế này, kéo lên, tạo một vòng chéo. Mình làm lại cái bước này nhé. Đầu tiên các bạn để len vào đây. Đó. Được chưa? Kéo lên. Chưa? Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là mũi kép len nhá, chứ không phải là mũi đơn nữa. Mũi đơn nó sẽ rất là nhỏ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn mũi kép, bởi vì trong cái phần chi tiết những cái sản phẩm phía sau mình hướng dẫn như túi đựng tỏi ấy, thì nó sử dụng mũi kép đơn nhiều hơn. Các bạn lên được một móc xích rồi, các bạn lên cho mình một móc xích, nó là 2 móc xích. Đó. Giờ chúng ta sẽ vòng một vòng vào trong này. Đó. Đâm một cái lỗ to đấy, móc một móc lên, qua 2 dây trước, xong qua 1 dây nữa. Đó, chúng ta được 1, 2 rồi, tiếp tục chúng ta làm tương tự, kéo lên, đi qua, vượt qua nữa. Đó, tiếp tục vòng xuống, móc lên, đi qua, vòng móc xuống, móc lên. Đây là mũi kép đơn các bạn ạ, nó cũng dễ thôi. Đó, vòng xuống, các bạn cứ móc đi móc lại cho mình thật là nhiều cái phần là vòng tròn ma thuật này nhé. Khi mà các bạn móc thuần thục rồi ấy, thì mà khi vào nhìn vào sản phẩm đó, thì là các bạn sẽ rất là dễ để nhìn ra được cái chát của nó. Chúng ta lấy rút cái dây này lại, khi mà đủ cái số mũi chúng ta rút cái dây lại. Đây. Và cái vòng cuối cùng này, chúng ta sẽ tạo một mũi trượt. Chúng ta sẽ đâm vào cái mũi đầu tiên ấy. Đó. Kéo lên, kéo một mũi trượt nhé. Đó, vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái một cái vòng tròn ma thuật. Chúc các bạn làm thành công nhé.